do đó nó khỏe lắm, tốt. Do đó là được ông và vợ, ông và vợ lụm trong bình đằng á, nước trôi nước lên, lên nó trôi rồi kiến nó bu, ông già vợ lụm về cắn lỡ thịt lụm chứ. Vậy hả? Ừ. Anh nghe kể lại. Nghe kể. Nghe. Nhưng mà mình không phải vậy, mình nói người ta đừng có làm gì á, đừng có chọc em đi bán vé số không vậy đó. Em nghĩ em không có chồng như mấy người khác vậy đó, em nói em có chồng có con. À. Cho nên người ta biết á, người em bán quen luôn rồi, quen cái đường đó luôn. Nợ đó ra thì chị còn có nợ cái số nào nữa không? Có, nợ con em bệnh đó. Thế nhiều nữa? Hồi lượt em thiếu 4 mấy triệu mà em trả gần 200-300 rồi, em cũng biết còn nhiêu nữa. Ôi trời ơi. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp. Và đây là một cái con kinh ha cô bác quý anh chị. Phía bên đây là Việt Nam, ở bên kia sông đó là Campuchia. Như cô bác quý anh chị thấy á, ở bên đó là tỉnh gây ven của Campuchia, còn đây là tỉnh Đồng Tháp ha. Đây, như con sông này cô bác quý anh chị thấy chỉ cần cách khoảng chừng hơn 50 mét thôi là phía bên kia là nước bạn Campuchia. Và cuộc sống của hai bên á cũng có sự giao thương qua lại ha. Để hiểu rõ thêm thì chắc cũng phải cần một đoạn video khá là dài. Và nếu như mà tình cờ gặp người dân á thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết luôn. Và để đi sang được đất nước bạn Campuchia á thì mình phải qua một cái cửa khẩu có tên là cửa khẩu Vinh Bà. Phía trên này là cửa khẩu Vinh Bà nè cô bác quý anh chị. Và nối giữa Việt Nam và Campuchia á, qua một cái cửa khẩu này để mà giao thương với nhau đó. Đây là một cái cây cầu nối giữa tỉnh gây ven của Campuchia và tỉnh Đồng Tháp ha. Và đây cửa khẩu Vinh Bà, người dân giao thương qua lại dễ dàng khi mà có đầy đủ thủ tục như passport ha. Những cái cầu lúa gạo lên xuống nè, thấy không? Anh có thể zoom zoom qua bên kia một tí xíu. Đó, bên kia là đất bạn Campuchia đó. Đó, cuộc sống của người có những người Việt họ giao thương, họ vẫn sống bên đó chứ không phải là toàn là người Campuchia không ha. Vẫn có sự giao thương qua lại. Sáng nay thì mấy anh em có dịp lang thang dọc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia thì có gặp được anh Lan. Đây là bạn thân của anh Ve, là ba của bé Bảo Ấn, một cô bé Campuchia bị bỏ rơi cô bác anh chị. Và sau đó được gia đình của chú Tư Truyền, dạ được gia đình của chú gì anh Lan, chú Tư Truyền nhặt được và đem về nuôi đến thời điểm bây giờ. Thì Bùi Hồ muốn tìm hiểu kỹ về cái câu chuyện là ba của bé Bảo Ấn là anh Ve. Ba của bé Bảo Ấn thì ngày xưa ở trên này làm cái công việc gì ha anh Lan? Đó là đi làm chung với anh em tôi, cũng đi làm thuê làm mướn, thì cũng đi làm công đoàn bốc vác. Rồi sau qua vụ lúa thì cũng đi sinh hoạt cũng như ai mướn cái gì làm đó. Nó thì nó ở đây thì làm công đoàn chung tôi, còn nó về bên nhà nó thì đi leo dừa, leo dừa đựng rửa dừa cho anh ta là một cây 30.000 vậy đó. Để nó kiếm tiền nó chữa bệnh cho con nó, sau này con nó bệnh dữ lắm. Làm công đoàn là làm cái công việc gì hả? Là mình làm lúa. Làm lúa là băng tải bến hiện tại giờ ở Vinh Bà nè. Là làm lúa ở đây là làm công đoàn. Rồi vác xài cũng là làm công đoàn. Mỗi một ngày vác lúa vậy là được bao nhiêu tiền? Nếu mà vô thời điểm lúa đông can là có thể được 300-400. Rồi trong vòng 1 tháng hoặc là tháng mấy đó là lúa nó ít lợi thì cũng còn làm được 100-100 mấy, cũng kéo dài thời gian cũng được tháng mấy nữa là nó ngưng lúa. Như hiện tại bây giờ nè là nó ngưng lúa nè, là có thể tới tháng 2 tháng nữa mới có lúa lai gai nữa, là cũng làm ngày 100-100 mấy vậy đó. Vì sao mà anh Ve lại về quê của mình mà không ở đây làm nữa hả? Tại vì cái đợt mà làm chúng tôi đây xong phải không, rồi cái nói con nó bệnh á, con nó bệnh cái đi về kiếm mấy ông thầy gì mà bên đâu bên An Giang á, rồi chạy đi chữa bệnh rồi bên An Giang rồi cũng không hết. Rồi nó ở đây nó chạy tới chạy lui rồi nó đem con nó về bển cho ông già ruột nó giữ. Rồi nó chạy qua đây mằng ngày cũng được 100-100 mấy, cho nói chạy đi chạy về nhiều hoài tiền xăng đâu chịu nổi, đâu có dư. Thôi bển có gì mặn bển mằng đi. Thì nó mằng gần nhà nó leo dừa ngày cũng được 100-200 vậy đó. Con nó đã cho ông già ruột nó nuôi. Rồi giờ vợ chồng mới đùm điếu về lại ở Đồng Tháp ở rồi, ở dưới Thanh Bình ở luôn. Bây giờ hiện tại gì thì nó ở đâu thì mình không biết. Tại lúc trước là vợ nó cũng đi qua bên An Giang rồi bán vé số. Rồi nói chung qua bên khu vòng vòng cái khu vực chỗ An Long rồi đó.
là đi qua phà, qua bên kia bán này kia cái nọ. Anh thì không biết, nhưng mà thật ra là hiện nay hoàn cảnh của anh, vợ chồng anh Ve thì ở Thanh Bình, Đồng Tháp, cô bác anh chị, cách đây khoảng 70 cây số, cũng khá là xa. Thì lúc mà anh Ve làm ở đây thì chăm chỉ dữ không mình? Làm giỏi lắm, làm dễ dàng, không có nghỉ ngày nào hết trơn á. Là nói có bữa nói với tôi là nói cốt ơi, bây giờ hai cái tay với hai chân tôi giờ nhức dữ lắm mà. Mà nói là tôi gán tôi mằng, chứ tôi không mằng là con tôi nó không có tiền mua ấy thuốc. Cái gì cho nói tôi cũng khuyên nó hoài à. Tôi nói mằng nếu mà bữa nào bệnh quá bệnh thì nghỉ một bữa đi. Rồi để dưỡng sức kiếm tiền nuôi nó, lỡ có bà gì nằm xuống cái không ai lo cho nhỏ tội nghiệp. Là đứa bé lớn bé Vi ha. Là con nhỏ con là con ruột của chứ không phải bé Nhật ha. À con ruột của nó, có nói là bé lớn á. À. Là nó bị bệnh á. À. Còn nhỏ nhỏ bị nhỏ Nhật là nghe nói là nhỏ đó nó khỏe lắm. Tốt. Còn nó là được ông và vợ. Ông và vợ lụm trong bình đằng á, nước trôi nước lên. À. Nước lên nó trôi rồi kiến nó bu, ông và vợ lụm về cắn lỡ thịt lụm chứ. Gì hả? À, anh nghe kể lại. Nghe ông và vợ kể hay là nghe anh Ve kể? Nghe chú Tư ông kể lại. À. À, lúc đó ông nói còn đó hối à. Dạ. À. À, sau này anh có biết là bé Bảo Ấn có gặp bé sau này không? Có bạn mình về đó. Nó đi mặn nó mà từ ngoài Đồng Tiến á, nó chở vô trong này. Chở vô trong này gửi cho ông vợ. Rồi mặn ở trên bến lúa nè. Rồi cái ông vợ cũng có chở lên chơi đồ này kia nọ, mình gặp cháu nó cũng dễ thương mà con cái nó đen. Thiệt, đen thiệt. Giống con vô chi hả? À, nó đen, đầu nó cũng quấn vậy đó. À. Lúc mà nhặt được về mà nuôi con nhỏ, gia đình đã, anh biết đã gia đình khó khăn, thì anh có khuyên gia đình là bạn thân, anh có khuyên gia đình là cho bé cho một người khác không? Không, lúc đó là nhận nuôi rồi là lúc mình chưa biết. Lúc mà nó nhận nuôi là mình chưa biết, rồi sau này nó nhận nuôi lâu lắm rồi mình mới biết. Mình mới biết là cái con nhỏ mà ông và vợ lụm lúc đó đó là bạn mình nhận nuôi luôn. Rồi sau này mình mới biết. Vậy là anh cũng không có nói cho anh nghe luôn? Không, là lúc đó là nhận nuôi rồi là anh không có mặn ở đây. Trong cái thời gian mới nhận nuôi á, là không mặn đây, rồi đi về bên ông già ruột. Rồi sau này mới đảo về bên đây. Thì đảo về bên đây thì nhỏ kia nó cũng một tuổi về rồi. Là mình biết là nó nhận nuôi là chắc cũng 5 năm ngoài. Rồi sau này vợ chồng nó cũng có giờ đi. Giờ đi rồi cái vụ mà nhận nhỏ lụm này nè. Rồi nuôi đi rồi mấy nhỏ sau này mới đầu phát bệnh co giật tùm lum chứ. Giật bệnh đi giờ đi ra khỏi buông ra không được. Đi mà ngày mà nó đi mằng cái là nhỏ này giật cái nhà không ai lo luôn. Em buộc này phải núm nó hoài. Mà lúc trước ở trên này là hai vợ chồng sống ở trong cái chòi nhỏ lắm. Đúng rồi, hai vợ chồng nói chung là các cái nhà cũng nhỏ gọn như nè mà không phải được như bà Năm gì đâu. À. Không phải được giống như cái trại của dì Năm đâu. Cạn che cái trại bằng hai cái mái tôn trên phải không? Là hai vách hai bên là bằng vách lá. Vách bằng lá nhà, hồi xưa mình xài lá nhà lá bên này đó. Cái nhà thì đóng ở dưới đóng bằng dán bịch đằng với giạt che rồi đó. Là cũng như là gói lại cắt cho có cái chỗ ở này kia cái nọ. Mà anh không có nhậu nhẹt gì luôn? Có, hồi đó có. Hồi đó Ve có nhậu. Ảnh chí thú làm ăn ha. Làm, cố gắng làm vậy lắm. Mấy anh em nói chung là Ve nó khổ. Nó khổ mà nó chịu đi mặn. Chịu mặn chứ dần, ai kêu cái gì cũng mặn chứ. Miễn mà tôi điện là giá nào cũng chạy lên. Người ta mướn tôi thì cũng biết làm này làm kia. Đã mướn tôi dỡ nhà, cắt nhà gì thì tôi cũng kêu nó chạy lên mằng chung đừng kiếm tiền. Vậy đó, nói chung là mình nói hồi đó nó ở đây thì anh em đùm bọc với nhau đi mằng đừng kiếm tiền để trang trải cuộc sống vậy. Vậy đó. Thông tin với cô bác anh chị á là anh Lan đây là bạn của anh Ve. Sở dĩ có một cái video clip phỏng vấn như thế này á là tại vì ngày hôm nay thì Bùi Hồ bắt nghe được một cái thông tin đó là anh Ve nói ở trên khu vực này nè có một bà cụ cũng rất là khổ và cũng hàng ngày buôn bán kiếm một ít tiền lẻ để nuôi cháu của mình. Tuy nhiên là sẵn dịp đây thì để nhờ anh chia sẻ có thật sự là anh Ve là một người lao động không hay là chơi bờ, để mà hiểu thêm về cái cuộc sống của anh Ve cũng như là gia đình. Vì đứa bé con của anh Ve bệnh nhiều quá nên là nữ là phải lủi về dưới trị bệnh cho con của mình rồi bỏ chỗ này luôn. Đúng rồi.
à, cũng như là ở trên này đi mặn á, thì không có gần thầy gần thợ như không có gần thầy rồi chạy chở không có kịp, phải chạy đi về dưới. Về dưới có gì kế bên bên á thì ẩm qua chạy qua được, còn ở đây mình mở lỡ cháu nó có gì cái mình chở đại diện tới dưới mấy chục cây số xa. Nếu như mà được thấy bé được gia đình của bé được mạnh thường quân giúp đỡ thì anh thấy có xứng đáng không? Được, cái đó thì ở đây tôi cũng mừng, nếu mà cô bác anh em nào có giúp đỡ được cháu thì tôi cũng mang lòng cảm ơn. Thì cháu nó cũng rất tội nghiệp, vợ chồng nó cũng khổ, mà hai vợ chồng nó rất là giỏi, cũng chí thú mà ăn, chứ không phải giống như người ta mà lo chơi lo bời. Chồng nó rất là giỏi, chồng nó đi mặn từ sáng tới chiều. Thật ra là chắc anh cũng không có coi YouTube nhiều. Thông tin với anh là gia đình của bé Bảo Ấn á thì cũng được xây sửa là nhà vệ sinh dưới gián gạch ở trong cái ngôi nhà mới, ở cái ngôi nhà trên cái nền cũ á, nền mà hôm trước mượn tiền để mà mua cái nền coi như là thiếu chịu trợ góp á, thì bây giờ cũng được chung tay nhau để hỗ trợ rồi. Cho anh hay tin mừng vậy á. Được vậy cũng vui, chứ hồi đó nó ở đây nó đâu có cái nhà được đàng hoàng đâu. Không có cái nhà sập sệ sệ mà đi, mà nó nói anh nha, nhà sàn cao lắm nha, cắt ngoài mé sông á. Cắt ngoài mé sông cao lắm, mình đi mình nó nghe kẹt kẹt kẹt, cái bước cái là nghe cái kẹt, bước cái nghe như cái miếng dán, nhưng mà cái cây đồng tay, cái cây mầm ở dưới á, nó đóng bằng cây đằng tròn mà cây bằng cầm tay vậy nè, bước cái nó quằn xuống, nó làm cái kẹt kẹt vậy đó. Rồi dán thì không có được chắc ăn nữa, dán cũng dán cũ, dán mục không à. Vậy đó. Bởi vì bây giờ bạn mình nó về đó được, có nói chung là có chỗ cư ngụ được, cũng như an cư thì lập nghiệp thì vậy được cũng mừng. Có chỗ che mưa che nắng được cũng mừng đó. Mà phải nói thời gian đầu nuôi bé Bảo Ấn cũng rất là khó khăn, chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu. Tại vì cô bác anh chị biết không, ông ngoại của bé Bảo Ấn ngoại nuôi là nhặt bé chỉ có 800 gram thôi, mà nuôi đến thời điểm giờ bé nó tròn trịa dễ thương mẩm mỉm nữa. Nó giờ nó lành lắm, mà con cá nó rất là thương ba nè. Dạ. Nhỏ quắn nó là nó thương ba nó dữ dằn. Lên đây là lên đây rồi nó dậy nó gặp ba nó với cậu nó, cậu là em vợ của ông bạn mình á. Gặp đó nó mừng dữ lắm. Mình nó thương, nói chung là nó thương ông ngoại nó cũng thương. Nó đu lên đây là đi theo ngoại nó tối ngày vậy đó. Ông ngoại nó chạy đi đâu là nó kêu chở đi theo. Đi mua đồ, qua mi mua đồ cũng chở nó đi theo nữa. Vậy đó. Dạ. Bây giờ biên sớ biên giới mà. Dạ. Anh cũng làm cái công việc là bốc vác cùng với lại anh Ven, anh rất là hiểu về cái cuộc sống của gia đình. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều ha. Vâng, anh đã dành cái thời gian quý báu để chia sẻ về cái cuộc sống của anh Ven như gia đình anh Ven lúc còn thời điểm ở tại chỗ này. Thôi còn bây giờ anh em mình chào, hẹn gặp lại anh ha. Rồi vậy cũng cảm ơn nghe nói cảm ơn với mấy anh em đầu có giúp đỡ được bạn mình cũng cảm ơn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chiều ngày hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Sau khi từ cửa khẩu Vinh Bà trở về thì Bùi Hồ cũng ghé thăm gia đình của bé Bảo Ấn vào một buổi chiều như thế này. Như cô bác quý anh chị thấy sau lưng Bùi Hồ đây là anh Ve, cha của bé Bảo Ấn đang sắp những cái viên gạch lại. Tại vì anh Ve nói là gạch này là ngày mai này là phải xây tường á, nên thành nữ là phải sắp lại ở trong nhà. Tại vì nếu như mà xây mà gạch xây tường á mà không để bị mưa á là sẽ xây không được, nên cái công việc này là anh tự làm luôn cô bác quý anh chị. Đây là cái chị, chào chị ha. Đây là mẹ chị Tuyền. Vô trong đi, nhà mình ăn cơm chưa chị Tuyền? Chưa hả? Nấu cơm mới giờ tới mẹ bán về trễ ha. Thôi để em tâm sự anh nghe tí xíu ha. Làm cực dữ không anh? Cũng hơi mệt xíu nhưng mà không sao. Cái công việc này là anh mấy anh thợ kêu hay là anh tự làm? Em tự làm. Ủa? Là tự làm là do là anh biết là gạch ướt nó không xây được hay sao? Dạ tại lúc trước em cũng có đi phụ hồ mấy thợ lúc trước cũng có nói vậy á. Rồi em nghĩ vậy rồi em tự làm. Dạ hả? Dạ. Trời ơi, thương ghê ha. Làm này ra ai trả công? Nhà mình mà trả công. Nhà mình mà trả công gì? Dạ. Thật thà ghê ha cô bác anh chị. Hôm nay gia đình mình ăn cơm trễ hả anh Ve? Dạ. Thưa với cô bác anh chị á, là anh Ve á, làm cái công việc này là anh tự làm thôi, chứ các anh đỡ không có kêu nha. Cái thứ nhất, cái thứ hai là anh Hợp anh nói là có công ăn việc làm á cho anh Ve, để rồi sau này cũng có trả tiền lương cho anh, chứ không phải là nhờ anh làm để mà hạn chế tiền công của mấy anh thợ nha cô bác anh chị. Nên thành nữ là cũng nói ra cho cô bác anh chị đây thôi, tội nghiệp anh Hợp.
Hổm ngày làm mấy ngày rồi? Nay 4 ngày. Cực dữ không? Có hơi mệt xíu nhưng mà vui, không sao. Ông, em có gặp bạn của anh, có chia sẻ về cái cuộc sống anh làm công đoàn ở ngay tại những cái băng truyền của Giác Lúa Gạo á. Dạ. Cũng cực quá ha. Thưa với cô bác anh chị, như anh Lan. Dạ. Anh nói rằng là sở dĩ anh về đây là vì phải tá túc ở ngay tại chỗ này là trị bệnh cho bé Vi. Nên là nữ là anh sợ là từ cái cửa khẩu Vinh Bà chạy đến cái nơi ông thầy trị bệnh thì ngày tốn hơn 100.000, rất là xa, nên anh phải trở về lại quê hương. Xin tiền của cô bác của anh chị tích góp mỗi một thứ một ít cất được ngôi nhà như thế này. Nhưng mà coi nhà vệ sinh thì cũng chưa làm xong. Hôm nay có sự chung tay góp sức của quý Mạnh Thường Quân á, làm nhà vệ sinh dán gạch luôn cho nó hoàn thiện cái phần ngôi nhà. Những cái tấm tôn cũ thì mình sẽ được thay lại ha. Nghe kể ngày xưa đi trị bệnh cũng cực quá hên ha. Dạ. Phải chạy mỗi lần đi, chi phí đến thầy ở An Giang là bao nhiêu tiền? Chi phí với tiền chích thuốc luôn là dắt đầu á, thì thầy ăn 2 triệu. Cái em than với thầy á, nói cái cảnh em khổ quốc giác với thuốc ở trên biên giới. Cái thầy mới xem xét lại, cái thầy bớt còn 1.4 triệu. Rồi em cũng cảm ơn thầy nhiều lắm, rồi từ đó sau mới cũng gán làm tích lũy để đúng tháng rồi chở cháu qua bển cho cháu nó được ổn định cái thần kinh nó lại. Để không qua chích là nó tháng nào nó cũng động kinh nhiều lần lắm rồi mình không có đi đâu mằng được. Nhưng mà em nghe anh Lan nói là anh phải về đây là lý do là đoạn đường di chuyển xa quá đúng không? Dạ đúng rồi. Ở trên kia là di chuyển tốn tiền xăng đồ luôn là khoảng nhiêu? Đi qua tới bên thầy thì tính tiền xăng không thì đổ hơn 2 lít. Mà tiền đi ăn uống hai cha con với tiền tiêm thuốc luôn thì cũng hơn 1.5 triệu. Rồi không có làm gì mà tốn 1.5 triệu nên đâu có tiền đâu. Dạ. Rồi về ở trên đó thì không còn làm công đoàn nhiều nữa nên về đây. Dạ. Ai theo gì làm đó. Dạ đúng rồi. Sống ở quê nhà của mình. Chứ quê của anh thì cái nhà cái chòi cũng nhỏ nhỏ lắm. Với lại ở đây thì nó gần với lại nhà của ông thầy thuốc đó nữa. Nó tiện hơn. Nên là nữ là dọn về đây luôn. Dạ. Mấy ngày qua là vất vả quá rồi. Nhưng mà vậy cũng vui. Dạ đúng rồi. Chung tay nhau cũng có con, có chủ vệ sinh đúng nghĩa cho con cái của mình nó đi vào ban đêm ban hôm cũng đỡ làm phiền ba mẹ của mình với cái tuổi già. Dạ đúng. Ông gầy hai chồng em mừng lắm. Dạ. Dạ. Có ngủ được không? Hai chồng vô ban đêm cứ nói về cái chuyện này hoài à. Rồi mấy đứa nhỏ cũng vui nữa. Nói sao? Thì nói hai vợ chồng ao ước lâu quá trời luôn rồi. Đâu mà nay có các nhà hảo tâm giúp vợ chồng mình nữa. Quý hơn gì nữa. Rồi có ao ước là sửa lại cái phần nhà trên không? Cũng có mà thôi nhiều cũng được rồi, cũng vừa rồi, cũng vì là quý lắm rồi. Dạ. Chỉ sửa những vài cái tấm con cũ ở trên thôi. Dạ. Để cho nó cái tuổi thọ nó ngang ngang với nhau. Dạ, dạ. Để khi mà mình có thai thì sau này 10 năm 20 năm sau có thai thì sẽ thay một lượt ha. Cho nó tiện luôn. Thôi thì bây giờ vô trong gặp chị. Chị ơi, em dạ. Anh làm đi để thôi tí xíu nữa tối vô ăn cơm, vô trong gặp chị tí xíu ha. Chị qua đây em gặp mình tí xíu, đeo cái mic vô giùm em với. Xích vô đây đi ha. Ngày nay bán về sớm không chị? Vừa trễ hơn mọi bữa. Bữa nay trời mưa mấy ngày rồi. Yeah, chị ngồi cái bé bảo ấn đi em. Đây cô bác của anh chị. Ở bên đây thì các anh thợ cũng đã làm xong cái phần hầm của nhà vệ sinh á. Lắng lọc chứa làm 3 nhân, rồi sau đó đổ 4 cái trụ cột, rồi đổ cột bê tông lên, rồi sau đó đổ luôn cái phần dĩ ở trên. Làm kiên cố lắm, anh Hợp làm kiên cố lắm cô bác của anh chị. Bồn cầu thì đặt ở bên cái góc đó đó. Ở bên đây là cái đồ thông hơi hay sao á, thì thợ sẽ biết luôn ha. Còn bây giờ lại đây, ngồi ra tâm sự với gia đình mình tí xíu ha. Đây chị. Sở dĩ Bùi Hồ biết lấy viên gạch đó là trước khi vô đây á, Bùi Hồ cũng có nói là nè em Trung, Bùi Hồ cũng có nói là nhà con ăn cơm thì như thế nào, thì bảo ấn nói là chị ngồi hai viên đi, em ngồi hai viên.
nhà con là chắc mấy viên gạch kìa, quét sạch kìa, trải cái bao lên ăn cơm hả Vân? Không có. Sao? Nhà con lấy cái bàn. À. Ngồi ở đây lấy cục gạch ngồi ăn cơm. Vậy hả? Mỗi người ngồi hai cục. Con ngồi một cục. Bán gì con ngồi hai cục. Ngày nay bán đến mấy giờ mới xong? Bán tới 3 giờ rưỡi mới xong. Ừ. Nay bán nhiêu tờ chị? Bán 250, mà bữa nay trời mưa á. Ừ. Chạy đi bán. Giờ tới nhà còn 30 tờ nhờ, ở sớm mua. Chứ trời ướt nhẹp hết trơn à. Rồi mình lấy số ngày mai luôn chưa? Lấy rồi. Tối mình có bán không? Dạ. Ở mấy chị hay là mấy cô bán vé số á, là lấy số buổi chiều là có thời gian là đi bán luôn. Dạ, để ngày mai khỏe lại. Dạ. Tuy nhiên thì tại vì chị còn có hai bé bệnh, một bé bệnh như là bé bầu ấn, lo cơm nước nữa, nên thành thử là phải tranh thủ về rồi ở với gia đình. Bình thường không có làm này là dắt chiều em đi rồi. Thì hả chị? Em giờ em tắm rồi cái em đi nữa. À, đi đến mấy giờ? Em đi khoảng tới 7 giờ rưỡi em về. Ừ. Em lấy đó xong đi chạy vào đó em bán vòng vòng theo mấy quán nhậu á. Ừ. Rồi được chút nào đổi chút mấy. Ừ. Rồi em mới đi về. Ừ. Rồi bán đến 7 giờ rưỡi mới về. Dạ 7 giờ rưỡi em mới về. Lời được 250 ngàn. Dạ. Hôm nay là gia đình mình ăn cơm với gì mà giờ chưa ăn cơm nữa? Em nấu cơm rồi, mới nãy em ghé nhà của bà mẹ nuôi á, ở trong khu 2 á. Ừ. Mẹ cho em bọc thịt, thịt bà thì sẵn luôn à. Em chỉ xách về thôi. Em có quay lên YouTube vậy nè, bà coi có thấy á. Ừ. Rồi nói em về rồi làm đồ ăn logo thôi để em, mẹ khìa cho con miếng thịt gà về cho mấy đứa nhỏ ăn luôn. Ừ. À, mình đi bán bữa tối gì thì đi vô mấy cái quán nhậu nè. Dạ. Này là em nói thật á, nghề nghiệp thì nó phải có những cái chuyện đôi khi bị ngoài ý muốn. Rồi đi như vậy rồi thấy nó có sự nguy hiểm gì không? Có người ta chọc em hả? Ừ, hay là có sự nguy hiểm gì khác không? Có nhắc cho nhưng mà mình không phải vậy, mình nói người ta đừng có làm gì á, đừng có chọc em đi bán vé số không vậy đó. Nghĩ em không có chồng như mấy người khác vậy đó, em nói em có chồng có con. À. À, cho nên người ta biết á, người em bán quen luôn rồi, quen cái đường đó luôn, người ta vẫn biết em có đứa con bệnh gì á, chứ người ta thương lắm. Ừ. Chứ người ta mua. Ừ. Thật ra là cái này là Bùi Hồ chia sẻ thật á cô bác anh chị. Dạ. Trong nghề bán vé số thì mới biết, đôi khi là trong lúc mà men say xỉn rồi cái thấy những người phụ nữ như chị đi bán vé số và người ta lại chọc ghẹo đủ thứ á. Nên thành nữ là kiếm được cái đồng tiền không phải là mồ hôi công sức, đôi khi nó có cả sự nước mắt nữa. Thành nữ là người ta chọc nhầm khi lố quá nữa. Dạ, lúc hai chồng cũng nói hoài, chồng em nói chồng có làm công chuyện gì đó, có làm công việc gì ổn định á, em ở nhà kiếm cái chuyện gì đi ấy học điều á, đi làm học điều thôi ở nhà thôi, khỏi đi bán số nữa. Ừ. Rồi ảnh nghe kể gì ảnh có ghen không? Ảnh nói giờ làm được thôi, tại vì vợ chồng phải tin tưởng thôi. À. À, nên là nữ cũng có sự đánh đổi, nó không đơn giản đâu. Thấy mẹ đi bán vậy rồi sao bảo ấn? Thấy mẹ đi bán vậy con thấy sao? Thương mẹ sao chú Hồ không hiểu? Có tiền không mà mua? Mẹ đưa tiền cho con đi mua. Con nói làm sao mà mẹ đưa? Con nói là để con đi mua trà đèn cho mẹ uống. Ừ, rồi mẹ nói sao? Mẹ nói là ừ. Giờ này không ăn cơm thì con có đói bụng không? Chưa đói bụng hả? Hôm nay gia đình mình ăn cơm với gì á? Ăn cơm với thịt gà. Thịt gà? Ô trời ngon dữ vậy. Ngày nào cũng được ăn thịt gà hay sao? Sao? Vậy hả? Hôm nay bà ngoại cho. Bà ngoại cho. À, sau này thì nếu như mà có vốn á, mình có dự định là mình làm cái công việc gì khác không, hay là bán vé số cứ tích lũy đó rồi nữa tính chuyện khác? Nếu em có tiền á thì em mua chiếc xe đẩy, em đẩy trái cây đi bán. Đẩy trái cây hả? Đẩy trái cây vòng vòng đây heo ăn không? Đẩy vòng vòng đây bên cồn nè, đẩy vòng vòng vòng. Sao mẹ mua chiếc xe đẹp rồi mẹ đẹp mẹ đẹp. Bán vé số thì chạy đua với thời gian cực quá chị ha. Có ngày nào ôm không? Có. Yeah. Dạ. Có chạy giờ không kịp, ở sớm á thì cũng ôm mấy chục, có lúc em ôm 40-50. Em không hiểu là em không biết là số của mình á là mình lấy gối đầu hay là mình lấy trả tiền mặt thằng. Em lấy thiếu, em đâu có tiền. Sao? Em lấy thiếu á, cũng như là chiều, giả sử chiều nay em lấy rồi ngày mai em bán, rồi chiều lại em trả tiền vé số hôm bữa nay em lấy á, rồi người ta đưa vé số mới cho em. À, lấy gối đầu. Dạ.
Có nghĩa là 250 tờ vé số là 2,5 triệu. Dạ. Thì chị ngày hôm nay là lấy không có đưa tiền. Dạ. Bán xong thì chị mới đưa tiền cho người ta. Dạ. Lấy lại cái tiền lời để mình sử dụng. Dạ. Rồi ấy vậy rồi sao? Có bữa cũng ới nữa nhưng mà lâu lắm mới ới lần. Có bao giờ là thiếu quá rồi ông đại lý vé số ông không cho lấy nữa không? Có đợt thiếu. Sao kể em nghe với. Có không đủ tiền đắp vô, thiếu 1 triệu. Thiếu 1 triệu? Dạ, cái 1 triệu cái nói vé số ôm vậy đó đưa cho ổng. Cái ổng không bỏ số cho em nữa. Cái dạ. Em mượn gì tư lên trả năng nỉ giùm em. Ôi trời ơi. Dạ. Lâu chưa? Cũng lâu lắm rồi. Rồi cái xong cái em nói, ổng nói vậy thôi đi. À, giấy số mày thiếu tao lợi 1 triệu đó thì góp 50 ngàn, góp đủ 1 triệu thôi. Ừ. Chừng nào giả sử 1 triệu đó dần đó đi mày góp tới góp lui nào mày thiếu á thì mày lấy tới 1 triệu lại mày góp lại vậy đó. Em hỏi thật nè. Dạ. Hiện nay gia đình mình ở trong nhà còn nhiêu tiền em? Nguyên gia đình mình luôn á, không biết cái bọc em còn chắc có 400-500 vậy. Vậy hả? Dạ. 400-500 rồi gần tới ngày nếu như mà trị bệnh theo cho bé Vi á thì gần tới ngày lấy thuốc cho em chưa? 6 ngày nữa. 6 ngày nữa thì với 500 ngàn thì còn tiền đi lấy thuốc là đến 1,5 triệu rồi, tiền đâu mà lấy? Em mượn bà mẹ hay là mượn với sớm? À, hả? Dạ. Em mượn rồi em trả từ từ, giả sử em mất được 5-6 ngày vậy đó em trả 200-300. Em biết gia đình là mình là có cái phần nợ là tiền mua cái nền nhà của ông anh. Dạ. Là mình trả góp từ từ, coi như là người ta sự cái tình thương của mình là người ta cho bán, vừa bán một là vừa 20 triệu thì coi như vừa bán vừa cho. Dạ. Cái thứ hai là trả từ từ là coi như là người ta thấy mình không có chỗ ở, người ta muốn mình ở đây. Thì ngoài cái số nợ là gần chị trả nó trả hết 1 triệu rồi. Dạ. Thì còn lại 19 triệu. Dạ. Thì ngoài cái số nợ đó ra thì chị còn có nợ cái số nào nữa không? Có nợ con em bệnh đó. Thế nhiều nữa? Lật em thiếu 4-mấy triệu mà em trả gần 200-300 rồi em cũng biết còn nhiêu nữa. Ôi trời ơi. Người ta không có gian đâu, em cũng nói rồi. Người ta nói giờ người ta ngưng cái tiền lời giả sử đi. Hồi đó 1 triệu người ta cho em hỏi là 1 triệu 1 tháng 50 ngàn. Mà bây giờ con em bệnh gì đó. Rồi người ta nói thôi đi, không đứng lại đó không lấy tiền lời nữa, nhưng mà ta thương mày, ta thấy bằng cảnh con mày vậy tội nghiệp, rồi vợ chồng mày cũng chịu khó bằng này nọ đồ. Thôi đi để đó có nhiêu tiền gửi trả cho chị từ từ. Rồi là tổng cộng là hai cái phần nợ là coi như gần 60 triệu. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi 60 triệu đó mình bán với số bao lâu mình mới trả được? Em không biết đó. Không biết chừng nào, chắc kiếp sau mới trả hết. Bây giờ trả nổi đâu. Với cái tình cảnh mà chị đi bán ngày 250 thì coi như xoay sở lo lắng cho con cái nó bệnh. Rồi anh không có làm cái công việc gì bấp bênh nữa thì chị có liệu định bằng cách nào không? Em không biết làm sao, nhưng hồi lúc trước chồng em đi dắt lúa được. Thì hồi lúc ổng đi dắt lúa được thì có khi 1 tháng em có tiền làm gửi 500. Có khi ổng dắt không được rồi có khi em gửi 200. Rồi có khi anh không gửi nữa. Nó dồn dồn lâu lắm rồi, chắc em dồn, em nghĩ là chắc cũng khoảng là 3-4 triệu, 4-5 triệu rồi. Cho nên người ta thương em, thấy con em bệnh vậy em muốn còn khả năng để trả người ta, rồi nội cái tiền lời rồi tiền vốn rồi biết nào trả cho hết, rồi người ta nói không lấy tiền lời nữa đâu, có nhiều trả cho gì đó từ từ đi. Như vậy là cái số nợ rất lớn đang đè trên đôi vai của hai vợ chồng trẻ. Nói trẻ chứ không có trẻ, cũng gần 50 hết rồi. Chị là 4 mấy rồi? Em 38 tuổi. 38, anh thì 44 mấy đó. Chồng em 40. 40 ha. Thì cũng 40 tuổi hết rồi, nên thành thử là phải nói số nợ 60 triệu mà. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ nói rằng cái câu chuyện là không phải là không làm, nhưng mà không có việc làm phù hợp. Dạ. Vì cái bối cảnh gia đình hai đứa bé nhỏ, một đứa bé bệnh. Nếu như mà anh chị đi làm công ty á thì lỡ con cái bệnh hoạn thì không có thể nào chở đi được. Dạ. Không có lo đi xin giật con giật thì không lo xin nghỉ được. Dạ. Còn anh mà đi làm á thì cũng không được, tại không có việc gì làm phù hợp. Dạ, em suy nghĩ rồi, em đi làm công ty á, lỡ thì người ta có mướn chồng em ra vừa 2-3 ngày, 1-2 ngày á. Rồi em nghỉ công ty thì không được. Rồi một cái nữa, rồi bây giờ em đi bán cái số chạy qua bển, quên ông Lâm bển đi, rồi con em bệnh á. Em có chạy về được, chạy về nửa tiếng hồ. Rồi em chạy bển bán tiếp được, rồi trong khi đó chồng em đi mày. Còn nếu em làm công ty nữa là ổng bỏ nhà tuyệt đối luôn, ổng không có làm chuyện gì phụ em á.
Trời ơi, đôi khi mình đi làm mình chạy ngoài mưa ngoài nắng nè, ngày mình kiếm chỉ 250.000 thôi, thì có khi nào mình chợt mình nghĩ đến cái số nợ của mình mà mình đạp không nổi không, chạy xe không nổi không? Có cái gì phải buồn á, hồi lúc em bệnh, con em bệnh á, em chưa có nợ nào, thì nó bệnh rồi em còn nợ, tại vì em mượn tiền để nuôi nó. Hai chồng nó không biết làm sao đâu, làm sao để trả nợ hết. Thì nó cứ dẫn vậy đó, rồi tới nhỏ này. Rồi nợ nó thì chồng thêm nợ vậy đó, cũng như là không có trả bớt mà lại nó cũng còn dính thêm vậy hoài luôn đó. Mặn nhiều cứ ăn nhiều, mặn nhiều cứ ăn nhiều. Khổ ghê không có bác anh chị. Bây giờ thì giúp đỡ đến đâu thì hay đến đó. Dạ. Em không hiểu là em không biết là khi mà mình xây được nhà vệ sinh này mừng dữ không? Em mừng. Em mừng nhiều lắm luôn á. Em không biết nói hay sao. Em nghe anh Hợp với lại anh Ve mà đi lại cái cửa hàng vật tư á. Dạ. Mà gọi vật tư thì cái ông chủ vật tư nói hôm nay là gia đình mình trúng số hay sao mà có tiền sửa nhà. Dạ. Em chắc cái nhà này cũng vật tư chỉnh cho em 500.000 á. Thì chị có nghe anh kể lại cái câu chuyện đó không? Ông chủ vật tư, anh Hợp kể với em vậy đó. Chủ vật tư nói là gia đình mày trúng số hay sao, gia đình này tưởng gia đình trúng số hay sao mà có tiền sửa nhà. Chứ làm gì có tiền á. Cho nên người ta cũng thấy là lạ. Có nghĩa là hàng xóm cô bác ông bà ở đây biết được rằng á, để sửa ngôi nhà thì là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với ngôi nhà 4 thành viên như thế này, trong một cái ngôi nhà được sống nhờ sự che mưa che nắng, được là nhờ sự yêu thương của tất cả mọi người ở hàng xóm, ở láng giềng xung quanh đây, rồi thấy được cái bối cảnh nên là nữ là sửa được ngôi nhà, người ta nghĩ rằng là gia đình với cái công việc làm hiện tại, chồng leo dừa, vợ bán số, mà nuôi thêm một đứa con bệnh và một đứa bé nhỏ nữa, thì làm gì để có đủ xoay sở để mà đắp đổi cuộc sống qua ngày, chứ đừng nói chi là cái chuyện sửa nhà. Thậm chí là đồ ăn á, là người ta cũng phải cho nữa. Nên là nói ra để cô bác anh chị hiểu thêm. Mình có muốn sửa gì thêm ở nhà mình không? Không biết. Thật ra là ngôi nhà như thế này thì cũng được rồi. Chị nói là không biết. Vì dù có ước muốn nữa thì cũng không biết như thế nào. Tại vì cũng có vài tấm toan nó một thì em cũng nói thợ cũng đã thay cho mình. Em nói thợ thay cho mình. Ha. Hết, nên thành nữ là chị cứ yên tâm về vấn đề đó. Hôm nay là lên cũng rất là nhiều lần mới gặp chị. Chị phải đi từ tờ mờ sáng cho đến chập tối như thế này để mà kiếm đồng tiền để mà nuôi các con của mình. Cũng mong rằng khi mà cô bác với anh chị ở khu vực này á, hay là những cái khu vực gần gần mà xem được clip của chị tiền bán vé số á, thì hãy ủng hộ cho chị bằng cách là mua những cái tờ vé số để chị có thể về sớm để đoàn tụ ăn bữa cơm gia đình cùng với các con nè, rồi có thể phụ chồng chăm sóc cho các con, vệ sinh cá nhân cho các con nữa. Rồi đó là cái cách để mà mình trao yêu thương với nhau. Cũng mong rằng là sau đoạn video clip này cô bác anh chị sẽ hiểu thêm về cái bối cảnh của gia đình của mình. Thật ra trước đây thì em muốn tìm hiểu về bé Bảo Ấn, một cái câu chuyện lương duyên giữa mẹ và con, mà em không nghĩ rằng cái cảnh của gia đình mình nó khổ như vậy. Thôi thì chắc chị biết là hết cơn mưa thì trời lại sáng, mà những khó khăn này nó cũng dần dần qua đi rồi. Và em tin rằng thời gian sắp tới với cái câu chuyện nhân văn của chị dành cho các con của mình, dành cho bé Bảo Ấn, và hai vợ chồng của chị đã cố gắng khắc phục những cái khó khăn về kinh tế để mang cái tình yêu thương của mình cho tình người với nhau, thì em nghĩ rằng trời Phật sẽ phù hộ cho gia đình của mình, ăn nên làm ra, con cái sẽ mau hết bệnh và có thể thành tài để mà quay ngược lại giúp đỡ cho gia đình của mình. Còn lương duyên của mình đến đâu thì mình sẽ hay đến đó hay chị ha. Ai giúp được thì mình mừng, cảm ơn và vô cùng biết ơn luôn, chứ không phải là một chuyện bình thường nữa. Còn sau này có nhà vệ sinh, Bùi Hồ cũng sẽ thường xuyên lên đây tâm sự với bé, cũng như là truyền tải thông tin về cái câu chuyện của chị và gia đình ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là trời cũng tối rồi, mới nghe cái nồi cơm bật nút một cái kịch là có nghĩa là cơm cũng gần chín rồi. Mà hiện nay á, là cô bác anh chị biết không, là hiện nay là gần 7 giờ rồi, 6 giờ 15 rồi, Bùi Hồ thực hiện video clip này.
cũng không có cũng thời gian cho gia đình nữa, cho gia đình ăn cơm vào buổi tối ha. Còn thôi thì chúc chị luôn có sức khỏe dồi dào và chúc cho gia đình của mình sớm vượt qua những cái lúc khó khăn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau ha. Bye bye. Chị có nói lời nào không? Em chỉ biết cảm ơn những người mà giúp đỡ cho em với cộng đồng nữa, giúp đỡ vợ chồng của em sang nhà cầu cho em. Cái gì? Xin em chúc phát tài phát lộc. Rồi nói. Mà con chúc cho mấy con mấy chú đi. Chúc mấy con mấy chú phát tài phát lộc. Phát tài là bạn phát tên tài, bạn phát với bạn tài hay sao? Chứ là sao? Nói sao? Chúc mấy con mấy chú hay sao? Phát tài là nhiều tiền, phát lộc là nhiều sức khỏe hay sao? Thôi thì bây giờ là không tốn thời gian nữa. Chú về nha. Còn bây giờ thì Bùi Hồ thay mặt gia đình cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành với Bùi Hồ trong những video clip ngày vừa qua, cũng như là gặp gỡ những cái hoàn cảnh khó khăn và giao duyên với những hoàn cảnh như thế này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ha.